Cùng một thời điểm, cùng là hoa hồng nhưng giá bán mỗi loại mỗi khác. Yếu tố đầu tiên quyết định đến giá bán chính là màu hoa hồng. Một cành hoa hồng, nếu màu hoa đang được thị trường ưa chuộng, giá có thể lên đến 5.000 đồng. Nhưng nếu màu hoa không được ưa chuộng, giá rớt xuống chỉ còn 1/5. Điều đáng nói, sở thích của người tiêu dùng trên thị trường lại liên tục thay đổi. Hôm nay màu hoa này được cho là thời thượng, nhưng rất có thể một tháng sau lại chẳng được mấy ai quan tâm. Khó khăn của nhà vườn trồng hoa hồng cũng xuất phát từ đây. Nhiều khi được một thời gian xong nó bị lỗi, tới thời là nó không ăn á, thị trường nó không ăn. Thế đâm ra là mình bị cái bông nó khó bán. Để sở hữu những vườn hồng với những màu hoa như ý muốn, nông dân phải bỏ tiền ra mua giống, sau đó về ghép lên gốc hồng dại. Mỗi sào 1.000 m², tiền giống hơn chục triệu đồng. Đó là chưa kể chi phí, công cán suốt cả năm chăm sóc mới đến kỳ thu hoạch. Bởi vậy, lựa chọn giống hoa hồng cho màu nào để thị trường ưa chuộng với nông dân như là chuyện may rủi. Hay xui, không bao giờ biết được hết. Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu cam, tất cả các loại màu. Nhưng mà đã ghép vô một màu là phải chết 5-7 năm một màu. Không bao giờ đổi được. Đổi được chỉ có đào gốc đi và trồng cái cây hương dạ xuống và ghép lại cái màu đó. Một số nhà vườn đưa ra phương án an toàn, chọn nhiều giống hoa hồng, mỗi giống một màu. Theo kiểu hễ thị trường cần hoa hồng màu nào thì tung ra màu đó. Nhưng như vậy lượng hoa ở mỗi màu lại không đủ đơn hàng trên thị trường. Chẳng hạn như nhà vườn á, có mỗi nẻ nó bảo nó chuộng màu này, đến lúc mình ghép lên á thì nó bảo đây màu này nó lại không chuộng nữa. Không lấy được màu khác. Nó lại chuyển màu khác. Sự bùng nổ của màu hoa hồng thời gian gần đây vừa mở ra cơ hội cho nông dân nhưng cũng đặt nông dân vào bài toán khó, nhất là khi chưa có dự báo thị trường đối với hoa hồng. Có nên chạy theo những màu hoa hồng gây sốt trên thị trường hay tiếp tục giữ những màu truyền thống? Đây luôn là nỗi băn khoăn kéo dài ở những vùng trồng hoa hồng.